Dạ rồi, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải xin chào anh và cô ha. Anh và cô cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Tên là Lịch Vì là ngôi tiếng tím. Hôm nay mình đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp mình vụ việc gì? Em đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giùm em hai đứa con. Dạ rồi, cho em hỏi rõ chi tiết hơn là mình đến đây nhờ đạo sĩ Nguyễn Hải tìm giúp hai đứa con. Mình có thể nói rõ lý do tại sao mình tìm con của mình không? Em xin mời. Lý do là tại vì hai cậu em thôi rồi coi nhau rồi vợ em nó dắt hai đứa nhỏ đi, hiện tại là không có biết tung tích nên em nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giúp giùm em. Là như anh nói là anh có vợ và có hai bé rồi, mình đã coi nhau, mình đã coi nhau được bao lâu rồi? Khoảng 2 năm. Hai bé này được bao nhiêu tuổi rồi? Bé lớn được 11 tuổi, còn bé nhỏ 6 tuổi. Khi mình coi nhau thì mình có ra tòa tòa có xử với ai được quyền của con không? Tại vì thôi là ở trong gia đình thôi chứ không có ra tòa. Cái này là mình tự giải quyết với Giải nhau đúng quyết không? Khi gia đình mình phát hiện hai bé được mẹ dẫn đi bao lâu? Bao lâu rồi? khoảng 4 5 tháng này. 4 5 tháng rồi. À, Mình có biết lý do gì sao mẹ bé dẫn đi đột ngột như vậy không? em cũng không biết nữa, tại vì dắt đi là dắt lén Dắt chứ không phải là dắt đi khi người nhà em còn thức. Mình có thử tìm kiếm của mối quan hệ của bạn bè của vợ mình hay là xung quanh chưa? Em cũng có đi hỏi vòng vòng rồi đi kiếm đồ mà cũng không biết. Là mình không biết tung tích, đến bây giờ là mình không gọi hay không nhắn được luôn. Không liên lạc được luôn, thành ra mới nhờ đội sĩ kiếm giùm. Trước đó thì mối quan hệ của mình và vợ cũ của mình là có tốt đẹp không, có cãi vã hay là đánh nhau gì không? Không có đánh nhau, có cự cãi thì có chút đỉnh chứ không có xô xát. Là gần trước khi mẹ bé bắt hai bé đi là có cự cãi với nhau đúng không, dẫn đến tình trạng mẹ bé đã đưa bé đi mình không biết được lý do. Cái sự việc này mình có trình báo cơ quan chức năng không? Có báo ở xã địa phương á, có báo bên địa phương. Anh cho hỏi là mình hiện tại mình đang sống ở đâu mà giờ mình đang làm việc gì? Em làm tự do mà đang sinh sống ở huyện Bình Chánh. Mình ở Bình Chánh và thu nhập mình ổn không anh? Đủ nuôi hai bé không? Thu nhập em tầm khoảng 12 13 triệu một tháng. 12 13 triệu. Trước đó thì hai bé là ai là người chăm từ nhỏ đến bây giờ? Bà nội nuôi, Bà nội. ở chung với bà nội từ nhỏ tới lớn. Bà nội cho em hỏi một xíu là từ khi mình chăm bé đến bây giờ mẹ bé có thường xuyên đến chăm hay là từ lúc ly hăng hai vợ chồng á, mẹ bé có thường xuyên đến nhà không? Không, hai vợ đó giờ ở chung Con nói nhà. lớn với con nha. Hai chồng nó hồi đó giờ là ở chung nhà, mình dâu trong nhà chung cái gì. Rồi tới con nó lớn tới hôm nay tới mà thằng này nó bỏ đi, rồi cũng dâu với cháu nội cũng gì cũng ở chung gì cũng lo hết luôn. Rồi cái không biết là hồi trước Tết thì cái không biết nó buồn sao không biết, gì cũng thấy nó hơi ốm, cái gì hỏi mà nó không nói. Cái tự nhiên bữa đó sau gì ngủ rồi gì bằng đêm á, cái gì ngủ tối 6 giờ gì dậy cái nhà nhắn hẳm chừ, cái có mình về á, cái gì ra lên thì không có ai biết là đâu hết trơn á. Cái qua bữa sau gì đi tìm thì hỏi thăm người ta ở sớm, người ta nói hồi 4 giờ rưỡi thấy mẹ con lên xe đi, cũng như là gì cho nó chiếc xe Volvo nó chạy đang chở con đi học lẫn đi mần lẫn nuôi con ở trong gia đình gì cũng như là nói chung rồi vậy đó. Rồi liền theo tay đó là 6 giờ tối rồi, hay là liền điện không được tới bây giờ luôn. Theo như cô nói thì trước đây anh đây bỏ đi không có Đi nhà, gọi là đi chỉ ở có nhà cô và mẹ của bé chăm hai đứa, là đến từ nhỏ đến lớn. Khi mà anh này quay về mẹ bé mới thằng này chưa đưa quay hai bé về, đi, em chưa quay chưa về, quay về chưa quay về. Cái giờ Lúc nó không quay nghe về, dắt xe nghe là em đi mới anh cho hỏi là trước đó mình đã đi đâu mà mình không ở nhà với con với vợ? không, em đi ra Bình Dương nè, từ Bình Chánh em ra Bình Dương nè em làm.
Là anh đi làm xa, anh thường xuyên về nhà không? Ít lắm anh. Lâu lâu về anh làm. Anh có vợ mới chưa? Có rồi anh, hay chưa có cưới. Là cũng như thông tin anh chia sẻ thì là trước đó là mẹ của bé ở chung với bà nội ở chung nhà chăm bé. Là nghe thông tin lâu đó thì anh sắp dài là đưa bé đi, cũng như là tính mặt không muốn ở chung nữa, là nên đã đưa hai con của mình đi. Lý do là muốn tránh mặt anh, không muốn anh ở chung, không muốn. Anh cho em hỏi là hai vợ chồng anh trước ly thân đó, trước như vậy đó, có tình cảm có tốt đẹp hay không mà mẹ bé lại muốn tránh mặt không cho anh nhìn con anh? Cũng bình thường mà có đôi khi là tự cãi thôi chứ cũng không có thường xuyên mấy. Mình ly vậy được bao lâu rồi? Thì khoảng 2 năm. 2 năm rồi. Nhưng mà mẹ bé vẫn còn ở chung với bà nội là chăm bé. Mẹ vẫn còn ở chung với bà nội. Dạ, cô cho con hỏi là tình trạng sức khỏe của mẹ bé là vẫn bình thường hết đúng không? Bình thường mà cũng như thấy con dâu thì nó anh mày bỏ đi thì cũng thương. Thì nghĩ thôi con như là con gia con dâu con gái trong nhà. Dạ. Thì con ở đây đi con mừng với mẹ, rồi thì phụ mẹ nuôi hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi thằng đó đi đâu kệ nó. Nó đi thì nó đi gì kệ nó. Cái ở nhà đây đi. Cái nó cũng chịu. Giờ mẹ đâu con đó, mẹ bây giờ con không nên nương tựa. Giờ hả con một con mình thôi, giờ mẹ sống đâu con sống đó. Cái gì cũng mua nhà chợ với chợ rong nè. Rồi ở mẹ con đó giờ ở chung nhà trong cửa ở nhà trọ cũng ở chung, rồi muốn mua nhà ở cũng giờ cũng ở chung. Rồi tự nhiên cái không biết sao là có cái mấy bữa nó hơi buồn buồn. Rồi cũng hỏi mà nó không nói. Thì nó đi cũng như là tối nó cũng như bằng chơi cá chung cái gì, cái nó nói gì nó thôi hôm nay con ngủ rồi tối đi bằng Tết với tới bên rồi. Nó dạ tối nay con đi làm chứ mẹ ơi, con nghỉ đêm rồi đó, đang đi làm Tết tới bên sao không tiền xài. Ngủ đi đi làm tối hôm Tết tới bên rồi đó, nó vậy cái ngủ tối gì hết về mất tiền cái không nói gì hết. Sợ gần Tết nó chắc nó sợ là anh về với hai đứa nhỏ đó, dạ là thủ trước Tết nó dắt hai đứa nhỏ đi gì cũng cho nó cái xe chạy theo luôn không cho em gặp hai đứa nhỏ. Cô cho con hỏi là thời gian mẹ bé ở chung cô với lại mẹ bé là có quan hệ tốt không, có cãi vã hay không? Ví dụ gì mà nó cầm con trai gì cũng nhiều cũng không cho, nó đánh đập thì mới. Dạ. Là mối quan hệ của mình rất là tốt, mẹ chồng nàng dâu rất là tốt. Cô Hương chị này rất là Hương đúng không? Thương lắm. Hai dạ. Cháu gì mà vấn đề chính là người chồng khi người nó chồng buồn dạ, cái gì buồn người chồng nên cũng muốn không có muốn hai con đến gần người chồng nên đã đưa bé đi. Dạ em xin kính thưa kính chào quý anh chị cô chú nha. Như câu chuyện của anh trai đây và cô đây đã chia sẻ thì mẹ của bé từ đó giờ là ở chung với bà nội chăm hai đứa từ nhỏ tới lớn. Hai vợ chồng cũng đã ly hăng rồi, chồng thì ở riêng, vợ thì ở chung với bà nội chăm con. Thì nghe thông tin chồng sắp già hay sao đó, không muốn chồng đến gần con mình hay sao mà đưa hai con mình đi. Đến nay là có lâu lên 4 năm tháng rồi. Nay chồng cũ cũng như là bà nội đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm và giúp hai đứa con của mình cũng như là cháu nội của mình. Nên một lần nữa em xin nhờ quý bà con của bác cũng như là cộng đồng mạng, nếu như thấy hai bé tâm hình này ở đâu, xin liên hệ lại với số điện thoại hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913785858 để hiệp sĩ Nguyễn Hải có thể gắn kết như kết nối cho hai bên nói chuyện gặp mặt, sắp xếp như thế nào để cho hai bé và với bà nội cũng như cha với bé mình nói chuyện đâu đó cho nó rõ ràng để nó khỏi vướng mắc. Thứ nhất là bé còn quá nhỏ và cần có tình thương của người cha cũng như là với bà nội, ở chung với bà nội có người chăm lo thì sẽ tốt hơn. Khi một mình ra ngoài chăm hai bé thì rất là vất vả. Nếu như chị có thấy video này thì xin hãy liên hệ lại với gia đình của mình cũng như là nếu như có gì khó khăn không có được mình có thể liên hệ lại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải gỡ khúc mắc khó khăn gì cho mình với số điện thoại là 0913785858. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẵn sàng giúp tất cả quý anh chị cô chú và con bé từ xa từ gần, giúp hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền của ai hết. Nên quý anh chị cô chú đừng có ngần ngại, hãy gọi đến số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Hải ha. Dạ em xin mời anh, nếu anh có đôi lời nào gửi đến vợ của mình, vợ cũ mình nếu như thấy trong video này thì em cũng nói
thấy thì có gì thì cứ liên hệ lại với gia đình đi, thì có thắc mắc gì thì nói thẳng ra đi cho đôi bên giải quyết cho nó rõ ràng chút. Cô có đôi lời muốn gửi với con dâu không? Cô cũng có đôi lời gửi với con dâu của dì là tên Trần Ngọc Ti. Mẹ nói là con có cái chuyện gì, con buồn phiền gì, con đi á, thì con thấy mẹ với thằng Coi tìm con như vậy, con dẫn hai đứa cháu về cho mẹ, rồi con có chuyện gì mẹ tính phụ do, hay là con có thiếu hay gì đó ha, có lâm chuyện gì đó, con cứ về đi, rồi mẹ tìm cách mẹ phụ, mẹ giúp con, đặng để cho hai đứa cháu nội mẹ về đi ăn học. Có vậy thôi, mẹ mong muốn con trở lại vậy thôi, dẫn hai đứa cháu về, mẹ cảm ơn con. Dạ. Cô có đôi lời muốn gửi đến bà con bác cũng như là cộng đồng mạng xem video này nhờ giúp đỡ không? Dạ, tôi cũng xin mấy cô chú anh chị trên cộng đồng mạng này có thấy gặp mấy đứa cháu của tôi như vậy á, rồi liên hệ về dùm số điện thoại của hiệp sĩ Bình Dương đó. Tôi xin cảm ơn mấy chú mấy cô với cộng đồng mạng. Dạ, em xin kính chào, kính thưa quý chị, cô chú cũng như là anh chị em và con cô bác cùng một mạng ha. Câu chuyện của anh trai đây và cô đến đây nhờ là sĩ Nguyễn Hải tìm giúp hai đứa con của mình. Người mẹ ruột này đã đưa đi nay được 4 tháng rồi. Vì lý do muốn có thể là tránh mặt chồng mình, không muốn nhìn mặt, đã ly thân nay được 2 năm rồi. Nhưng mà ở chung, sống chung với bà nội từ nhỏ tới bây giờ, không biết lý do vì sao mà đưa đi không một lời từ biệt, để hôm nay người cha cũng như là bà nội đến đây nhờ đoàn hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm giúp. Nếu như chị có thấy video này thì hãy xin liên hệ lại với gia đình mình cũng như là hiệp sĩ Nguyễn Hải cũng được, để có gì mình nói chuyện cho rõ, biết nói lý do hay là đem xấu ở đâu cho bà nội cũng như là cha của hai bé biết đỡ lo lắng. Khi mình đi như vậy mình không để là không tin tin tức gì, để người nhà rất là lo lắng, đặc biệt là hai bé còn quá nhỏ, thiếu vốn tình cảm cũng như là thiếu vật chất bên ngoài, thì tội cho bé. Mình có vấn đề cá nhân gì với chồng mình thì mình xử lý riêng, còn vấn đề hai bé thì mình sắp xếp cho nó ổn thỏa, để bé có môi trường nào tốt nhất thì mình cho bé sống, học tập, ăn uống cho thoải mái ha. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú cũng như là cộng đồng mẹ đã quan tâm theo dõi rồi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thời gian qua rất là nhiều. Em xin cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã quan tâm nha. Anh trai và cô cho con hỏi là những điều mình nói từ lúc nãy giờ hoàn toàn đúng với sự thật không? Hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu như có gì sai trái thì cam kết là chịu toàn bộ trách nhiệm. Lên đây nhờ đội hợp sĩ Nguyễn Hải quay phim ghi hình, đội hợp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả các mạng xã hội. Cô và anh có đồng ý cho đội đăng lên không? Đăng tất cả các mạng xã hội. Đội đăng lên sẽ không bao giờ gỡ video này xuống. Dạ, em xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị cô chú đã quan tâm theo dõi đọc sĩ Nguyễn Hải nha. Em xin chào tất cả quý vị cô chú ạ.